Em thấy đây lần này bộ đá cùng khá hay. Với lại trong phòng thì nói chung mức độ khó của các đề là như nhau. Với lại khá là nhiều câu hỏi mà phân loại thì từ câu 45 phân khó trở về sau thì phân loại thì khá rõ ràng. Từng phân mà có những câu vận dụng cao một, tức là cái nào khó là khó khác biệt luôn. Còn phần đầu thì dành cho những bạn lấy điểm thì cũng khá là dễ dàng để lấy điểm nếu mà học chắc phần trước. Thì em thấy thì toán thì em làm cũng khá ổn, mong rằng là không sai những cái lỗi lặt vặt nhỏ nhặt thì em cũng khá tự tin với điểm toán của em. Em thấy là đề phân loại cũng khá tốt ạ. Và đề cũng vừa sức với học sinh ạ. Em thi khối B ạ. Và em đăng ký y học cổ truyền ạ. Em thấy bài của mình làm được khoảng 80% ạ.